Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự 15 giờ ngày 18 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu một cụm công nghiệp mới được đầu tư hạ tầng kỹ thuật tương đối đồng bộ. Cùng với đó, đến năm 2030 có từ 1 đến 2 cụm công nghiệp hoạt động hiệu quả với tổng diện tích 465 ha. 100% khu cụm công nghiệp mới hình thành được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải. Để đạt mục tiêu này, giải pháp trọng tâm là huy động và khai thác hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu cụm công nghiệp. Theo quy hoạch, đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh quy hoạch 18 cụm công nghiệp, tổng diện tích 231,81 ha. Đến nay có 3 cụm công nghiệp đã được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và đưa vào hoạt động là cụm công nghiệp Đông Phố Mới, Bắc Duyên Hải và Sơn Mãn. Tại các cụm công nghiệp này hiện có 146 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và sản xuất đang hoạt động. Sách, nhận thức, đổi mới, sáng tạo là chủ đề của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 vừa được Trường Trung học Phổ thông số 1 huyện Mường Khương tổ chức. Ngày Sách thu hút hơn 800 học sinh và cán bộ quản lý giáo viên tham gia với các hoạt động ý nghĩa như kể chuyện, giới thiệu về sách, trả lời các câu hỏi liên quan đến sách. Trong phần thi trưng bày sách nghệ thuật, hàng trăm đầu sách ở nhiều lĩnh vực khác nhau cùng nhiều báo tạp chí được các em học sinh sắp xếp theo mô hình nghệ thuật độc đáo. Dịp này, Trường Trung học Phổ thông số 1 Mường Khương đã ủng hộ hơn 600 đầu sách, báo, tạp chí, làm phong phú thêm đầu sách cho thư viện nhà trường. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền về giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc, đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen trong học sinh. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã là Quan Thần Sán, Cán Hồ và Mản Thần. Vì thế, xã Quan Hồ Thần, huyện Simacai có dân số đông, diện tích rộng. Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền địa phương nặng nề hơn. Đặc biệt là số lượng các giao dịch hành chính của tổ chức công dân tăng lên đáng kể. Để hoàn thành nhiệm vụ, đòi hỏi từng cán bộ công chức phải nêu cao kỷ luật kỷ cương công vụ, có giải pháp cụ thể để hỗ trợ nhân dân tiếp cận với các thủ tục hành chính. Hôm nay, chị Vàng Thị Mắng ở thôn Mản Thần đến bộ phận một cửa Ủy ban Nhân dân xã để thực hiện thủ tục hành chính, khai sinh cho cháu. Là người ít khi thực hiện giao dịch hành chính với bộ phận một cửa, vì vậy chị không khỏi bỡ ngỡ, lúng túng. Mình không biết phải khai cái gì để làm giấy khai sinh, nhưng đến đây cán bộ hướng dẫn lại bằng tiếng Mông nên dễ hiểu, dễ làm, cũng không có nhiều khó khăn đâu. Với trên 99% dân số là đồng bào dân tộc ít người, để các thủ tục hành chính của bà con được giải quyết ngay trong ngày, từng cán bộ công chức bộ phận một cửa của Ủy ban Nhân dân xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện các thủ tục hành chính. Đối với người dân thì là chúng tôi thì là người đồng bào ở đây thì trực tiếp tuyên truyền cho người dân hiểu về các thủ tục hành chính. Mình là người dân tộc trực tiếp nên mình hướng dẫn trực tiếp, là các bản này cũng rất là thuận lợi cho người dân. Quý 1 năm nay, bộ phận một cửa của xã tiếp nhận 121 hồ sơ của công dân. Cơ bản, các thủ tục hành chính đều được giải quyết cho nhân dân ngay trong ngày, hạn chế phải đi lại nhiều lần cho một lần giao dịch. Xã Quan Hồ Thần thì chúng tôi tập trung vào cái việc tháo gỡ các cái vướng mắc của người dân trong các cái khâu giải quyết thủ tục hành chính. Đặc biệt là cái bộ phận một cửa, chúng tôi tiếp tục nâng cao cái năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ, đồng thời là cũng phải đầu tư cái trang thiết bị để đảm bảo cho xử lý các cái công việc. Có thể thấy rằng, ở nơi nào kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ của đội ngũ cán bộ công chức được thực hiện tốt, thì ở đó, việc giải quyết thủ tục hành chính cho công dân được nhanh chóng, thuận lợi. Đó chính là yếu tố quan trọng để góp phần dựng xây một nền hành chính của Lào Cai công khai, minh bạch, hiệu quả. Thời điểm hanh khô như hiện nay, các địa phương đang tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, trong đó ưu tiên tuyên truyền trực tiếp tại thôn bản, cụm dân cư nhằm nâng cao ý thức của nhân dân trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tổ chức được trên 1.500 buổi tuyên truyền ở thôn bản với hơn 10.000 lượt người dân tham gia. Đồng thời tổ chức 31 lượt kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, giúp người dân sống ở khu vực gần rừng chủ động tham gia bảo vệ rừng. Thông qua tuyên truyền, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin quý giúp cho lực lượng chức năng có phương án bảo vệ rừng hiệu quả. Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, việc làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tăng cường tuần tra giám sát đã giúp các địa phương bảo vệ tốt hơn 330.000 ha rừng, ổn định nguồn sinh thủy, phục vụ đời sống và phát triển sản xuất. Cùng với mở rộng vùng trồng giai đoạn 2023-2025,
huyện Bát Sát thu hút đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ bảo quản, chế biến nông sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển nông nghiệp bền vững. Theo đó, huyện sẽ đầu tư xây dựng 15 nhà kho để dụng cụ sản xuất, bảo quản nông sản, 12 kho lạnh bảo quản nông sản trước khi xuất vườn và 5 cơ sở chế biến, sơ chế củ quả. Cùng với đó, từ nguồn vốn chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, Bát Sát sẽ đầu tư làm hơn 4 km đường nội đồng tại xã Quang Kim, đường vào khu sản xuất tại các xã Y Tý, Trịnh Tường, đầu tư nâng cấp 2 công trình thủy lợi phục vụ trồng rau an toàn và trồng dược liệu, xây dựng 3 hectare nhà lưới, nhà kính có lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm tại một số vùng trồng. Vùng đất Mờ Sương, cái tên từ lâu đã gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào vùng cao Y Tý Bát Sát. Y Tý Mờ Sương không chỉ bởi nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, mà còn có thể do nhận thức của bà con trước đây bị che phủ bởi nhiều phong tục tập quán lạc hậu. Và Y Tý hôm nay đã khác, vùng đất Mờ Sương, nhưng cuộc sống mới của đồng bào đang từng ngày khởi sắc nhờ sự đổi thay từ nhận thức. Dậy từ 5 giờ sáng, đi hàng chục cây số vào rừng lấy củi. Thời gian còn lại trong ngày của người phụ nữ Hà Nhì là chuỗi công việc với ruộng nương. Thậm chí phải làm những công việc nặng nhọc vốn dĩ chỉ dành cho nam giới. Trong làng, người đàn ông nào thương vợ ghé vào chia sẻ thì người phụ nữ sẽ bị cho là không đảm đang. Ở với nhau rất là đơn giản, người ta không qua chính quyền địa phương đăng ký kết hôn, người ta bỏ những người phụ nữ đó. Tự nhiên mang cái gù mà chị phụ nữ thường xuyên đi lấy củi thu hết của nó cho vào cái gù, người ta ma ra ngoài cổng. Ma ra ngoài cổng rồi xong là người phụ nữ cảm thấy mà tụ thân mình thì mới ma cái gù đó, mới tự nhiên đi như là vĩnh viễn luôn. Nhưng đó là câu chuyện của nhiều năm trước. Giờ đây tình trạng mất bình đẳng giới ở vùng cao này đã cải thiện nhiều. Khi bà con nhận thức được rằng dựng vợ gả chồng là việc hệ trọng của cả đời người dựa trên tình yêu đôi lứa được pháp luật công nhận, thì những mái ấm hạnh phúc đã có trong nhiều gia đình. Như nhà tôi thì những công việc nặng thì tôi làm, còn những cái công việc nhỏ thì vợ tôi làm, cả hai vợ chồng cùng nhau làm thì mới làm được cái dịch vụ lưu trú này. Không chỉ dần từ bỏ định kiến về giới, vượt qua hủ tục, người Hà Nhì ở vùng cao Y Tý hôm nay cũng ý thức hơn việc giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp làng bản và tự tin đón khách du lịch. Nhiều chị đi học cao hơn để tự khẳng định bản thân mình. Cứ một tuần một lần là các hộ là cầm chổi và cầm con dao ra để mà vừa quét sân, lại vừa quét đường là ngõ xóm, rồi lại phát cỏ xung quanh. Theo một cái đưa vào một cái quy ước của thôn ạ. Tôi thấy lớp bảo trẻ nó cũng đi học về xong là cũng có kiến thức mà cũng hiểu biết sâu hơn, mà cả nam giới cả nữ giới giúp đỡ lấy nhau, mà kể cả cái nó nào cũng phải có quyền giống nhau mà đường bình đạ, mà chị em phụ nữ rất phấn khởi cái việc đấy. Y Tý Mờ Sương giờ đây không còn chìm trong nghèo nàn lạc hậu mà đang trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều du khách. Sự quan tâm của cấp ủy chính quyền, đặc biệt là nỗ lực của mỗi người dân khi họ biết vượt qua hoàn cảnh, tự tin xây dựng cuộc sống mới hạnh phúc. Chuyển sang phần tin trong nước. Để chủ động ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có xu hướng gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện trực thuộc Bộ rà soát và cập nhật kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 theo nguyên tắc 4 tại chỗ, phối hợp với bộ phận điều phối oxy y tế của địa phương để đảm bảo cung ứng oxy y tế cho nhu cầu điều trị người bệnh COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh, tăng cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên, chủ động đảm bảo đủ thuốc, trang thiết bị y tế cho công tác điều trị nói chung và điều trị COVID-19 nói riêng. Với 7 hectare ngải cứu, trung bình mỗi tháng, gia đình anh Phạm Tiến Dũng ở xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định thu được khoảng 15 tấn sản phẩm, giá bán 8.000 đồng 1 kg, doanh thu mỗi tháng đạt khoảng 120 triệu đồng. Gia đình anh đang cung cấp sản phẩm ngọn và thân ngải cứu cho hai đơn vị thu mua để xuất khẩu sang Hàn Quốc. Năm 2023, gia đình anh Dũng đã nhận được đơn hàng 35 tấn ngọn ngải cứu một tháng, song mới chỉ đáp ứng được 2/3 nhu cầu. Hiện mô hình đang tạo việc làm thường xuyên cho 15 đến 30 lao động địa phương với mức lương trung bình từ 5 đến 6 triệu đồng một người một tháng. Theo lãnh đạo xã Nghĩa Đồng, huyện Nghĩa Hưng, trồng ngải cứu xuất khẩu là hướng đi mới, mở ra triển vọng lớn trong phát triển kinh tế hộ. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả, địa phương sẽ khoanh vùng sản xuất, tìm đầu ra cho sản phẩm trước khi trồng, tránh vỡ quy hoạch.
Ngày 20 tháng 4 tới đây, mặt trời sẽ bị nuốt trọn bởi mặt trăng, tạo nên nhật thực toàn phần hình khuyên hoặc nhật thực lai, và Việt Nam sẽ thấy khuôn mặt thứ ba khi quả cầu lửa được nhuộm đen và xuất hiện một vòng hào quang ở viền ngoài. Trong khi đó, do độ cong của trái đất nên nếu chúng ta quan sát ở khu vực ngoài đại dương, nhật thực lai sẽ trông giống như một cái khuyên. Trong đó, mặt trời tạo thành một tròn lửa vòng quanh mặt trăng. Các nhà thiên văn học cho biết, nhật thực lai không phải là hiếm, nhưng có chút bất thường và xảy ra khoảng 10 năm một lần. Lần gần đây nhất xuất hiện hiện tượng này vào tháng 11 năm 2013. Các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa triệt phá một kho tập kết hàng mỹ phẩm lậu trên địa bàn huyện Thanh Trì, thu giữ 17.000 sản phẩm vi phạm. Qua kiểm tra, dù trên tem nhãn các mặt hàng hóa mỹ phẩm ở đây đều thể hiện được sản xuất ở nước ngoài, nhưng lại không có thông tin về đơn vị nhập khẩu hay nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định bắt buộc hiện nay. Đây là vụ vi phạm có quy mô lớn, hàng hóa bị thu giữ chủ yếu là mỹ phẩm dùng trong ngành tóc. Ngoài ra còn có một số loại keo dùng cho xây dựng, dầu máy động cơ. Một số mặt hàng lậu tại đây có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Để khẳng định chính xác có phải hàng giả hay không, cơ quan chức năng đang tiến hành giám định để đưa ra kết luận cuối cùng. Từ đầu năm tới nay, dòng vốn FDI liên tục đổ vào tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý, các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ cao, phục vụ tăng trưởng bền vững, có xu hướng tăng. Bên cạnh các giải pháp về chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng kết nối, việc phát triển các cụm khu công nghiệp xanh là lý do quan trọng giúp địa phương này có được dòng vốn FDI chất lượng bền vững. Địa phương đã chuẩn bị quỹ đất gần 1.800 ha đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư mới. Bên cạnh hình thành các khu công nghiệp kiểu mới, Bình Dương tiếp tục các giải pháp đầu tư hạ tầng kết nối, giảm chi phí logistics, đề xuất các chính sách phát triển năng lượng tái tạo theo cơ chế thí điểm mua bán điện trực tiếp trong cụm khu công nghiệp để thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Liên quan tình hình chiến sự tại Sudan, Liên đoàn Ả Rập đã tiến hành họp khẩn tại thủ đô Cairo của Ai Cập, thảo luận về các vụ đụng độ giữa quân đội Sudan và lực lượng bán quân sự, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt xung đột. Trong tuyên bố sau cuộc họp, Hội đồng Liên đoàn Ả Rập ở cấp đại diện thường trực nhấn mạnh sự cần thiết của việc ngừng ngay lập tức tất cả các cuộc đụng độ vũ trang để bảo vệ dân thường và toàn vẹn lãnh thổ cũng như chủ quyền của Sudan. Đại diện các nước Ả Rập còn kêu gọi các bên tham chiến tại Sudan quay trở lại con đường hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không can thiệp vào tình hình nội bộ của Sudan. Quốc hội Anh đã đăng tải một danh sách các cuộc điều tra công khai trên trang web chính thức, trong đó có cuộc điều tra do Ủy viên tiêu chuẩn của Quốc hội Anh thực hiện liên quan Thủ tướng Rishi. Theo danh sách trên, cuộc điều tra đối với Thủ tướng Rishi bắt đầu từ ngày 13 tháng 4 có liên quan đến vấn đề khai báo thu nhập. Người phát ngôn của Thủ tướng Rishi cho biết cuộc điều tra có liên quan đến cổ phần mà vợ ông Rishi sở hữu trong một công ty chăm sóc trẻ em. Văn phòng của Thủ tướng Rishi khẳng định sẽ hỗ trợ ủy viên để cuộc điều tra được thực hiện minh bạch. Theo Quốc hội Anh, trong trường hợp nghiêm trọng hơn, vấn đề này có thể được chuyển giao cho một ủy ban có thẩm quyền để xử lý. Giám đốc điều hành hãng Google mới đây đã đưa ra cảnh báo xã hội chưa chuẩn bị sẵn sàng cho sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh dư luận ngày càng lo ngại về hậu quả của công nghệ AI đối với con người. Ông đánh giá các công nghệ mới có khả năng làm việc giống con người đang trở nên đáng lo ngại khi các ứng dụng AI có thể thực hiện một số công việc. Ngoài ra, vị CEO cho rằng vấn đề thông tin sai lệch, tin tức và hình ảnh giả mạo sẽ trở nên nghiêm trọng hơn và có thể gây hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, ông lạc quan vì hiện nay, nhiều người đã bắt đầu lo lắng về những hệ lụy của AI từ rất sớm. Điều này khác so với khi các công nghệ trước đây xuất hiện. Bản tin thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.